từ khi còn nhỏ đúng không? Dạ. Cái bớt này của chị thì trong cái quá trình mà chị bị bớt như thế thì mình có tìm được phương pháp gì để điều trị? Cũng họ có mắt đâu, mình đi đấy rồi họ có mắt là làm nước rồi làm các kiểu đồ cũng làm được rồi. Nhưng mà không được quả gì. Nhưng phương pháp không có hiệu quả gì. Làm gì mất dầu nó khỏi đâu. Chịu chị ạ. Cái này của chị nó ăn sâu trong da hả chị cơ? Dạ. Toàn bộ là nó sâu ở dưới da của chị, chứ không phải là nó chỉ trên bề mặt mà làm những phương pháp đấy hiệu quả được. Chỉ có duy nhất đó là sử dụng công nghệ cao thôi thì mới có hiệu quả nhé chị nhé. Công nghệ cao là làm gì? Tức là mình sử dụng một cái máy nó rất là đắt tiền, cái máy rất là cao cấp đấy, cái máy của Mỹ, để mình làm cái tình trạng da của chị nó đỡ đi. Tức là khi mình chiếu cái laser đấy vào trên bề mặt da của chị này này thì da của chị nó không bị tổn thương gì cả. Thế nhưng mà cái bước này nó dần dần nó sẽ mờ đi, thế nó mới là điều kỳ diệu. Kể cả những cái mà ở sát sát mắt của chị, bác sĩ sẽ cố gắng làm để cho nó mờ hết cả những vùng đấy nữa, tối đa có thể. Ở trên cánh mũi này, chị bị trên cánh mũi này, toàn bộ vùng má này, nửa trán này, phủ sau bên này một chút này. Đấy, làm như thế nó gọi là để thay đổi cuộc đời đấy. Nếu mà chị gặp bác sĩ sớm hơn một chút xíu nữa thì cuộc đời chị còn thay đổi nhiều hơn nữa. Không biết cái bớt này ảnh hưởng gì cuộc đời chị ngày xưa không? Có ảnh hưởng gì không? Cho nên là bây giờ phải nuôi con của mình. Đúng không? Đấy, nó ảnh hưởng cuộc đời mình lắm. Mặc dù nhé, cái này nó không di chuyển, con chị không bị đúng không? Nó không di chuyển. Nhưng mà người nào bị thì đấy là một điểm gọi là bất hạnh. Phải nói là như thế. Cả cuộc đời của mình là mình cứ suốt ngày mình bị ám ảnh vì cái điều này. Đúng ạ. Và nó ngăn cản cuộc đời của chị. Đấy, nó ngăn cản mình thành công, ngăn cản rất nhiều cơ hội của mình. Đấy, nên là cái này là nếu mà là người ta còn trẻ mà điều trị thì đúng là nó thay đổi cả cuộc đời người ta. Chị tưởng tượng có những cô gái là nửa mặt như thế này mà khi mình điều trị xong ấy, đấy thì nó không khác gì nhiều so bên kia. Tức là người ta phải đi tìm kiếm công việc, lấy chồng, lấy vợ bình thường, cuộc đời người ta thành công. Đấy, nhưng mà nếu mà như thế này thì có nghĩa là mình mất nhiều cơ hội. Em nghĩ chị là một người mất cơ hội, kiểu kiểu như thế này. Nhưng không sao, từ bây giờ đến về sau nữa, mặc dù là mình có gia đình, mình có con rồi đấy, tuy nhiên là cái này nó vẫn ảnh hưởng chứ. Chị có thấy mất tự tin không? Dạ, mất tự tin đi ạ. Không, không sao, không mất tự tin thế này rồi, đồng ý đúng không? Được rồi, cái này thì mình sẽ cố gắng để mình điều trị nhé. Mình sẽ dùng công nghệ tốt nhất để mình điều trị, đúng không nhỉ? Cố gắng tối đa để cái này của chị nó mở được đến 80-90%. Đấy, để trả lại chị gương mặt mà nó tự tin hơn rất là nhiều. Mọi người nhìn thấy có thể sẽ chẳng bị gọi là cảm thấy nó lạ khuôn mặt của chị, mà người ta không hỏi han. Nhiều khi người ta cứ hỏi han, người ta chỉ trỏ, nó làm mình mất tự tin nhá. Thì cái này chị kiên trì kết hợp bác sĩ nhá. Và ở thành phòng khám thì tất cả thạc sĩ bác sĩ sẽ cùng làm để giúp cho chị. Đấy, trong quá trình làm một hội chẩn đúng không nhỉ, để điều chỉnh cái năng lượng làm sao đấy mà để đạt kết quả tốt nhất. Và những cái này thì chúng tôi làm rất là nhiều rồi, hàng trăm ca, hàng nghìn ca rồi, nhưng mà chị là người duy nhất. Đấy, vì thế em ra là chị rất là yên tâm trong quá trình điều trị nhé. Vì sao chị biết phòng khám mà chị đến đây?